Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6, trang 36 đến trang 41. Sách kết nối tri thức với cuộc sống. Văn bản 3. Đọc văn bản vua Chích Chòe. Nhà vua nọ chỉ có một người con gái, công chúa đẹp tuyệt trần. Nhưng vì công chúa kiêu ngạo và ngông cuồng, không một ai vừa mắt nàng cả. Nàng chối từ hết người này đến người khác, không những vậy lại còn chế giễu nhạo báng họ. Có một lần nhà vua cho mời các chàng trai ở khắp các nước xa gần tới thất tiệc linh đình để chọn phò mã. Khách đứng thành hàng theo ngôi thứ, đứng trên cùng là vua, các nước rồi, các công tước, các ông hoàng, các bà tước, các nam tước, cuối cùng là những người dòng dõi quý tộc. Công chúa được dẫn đi xem mặt. Chẳng ai được công chúa tha, người nào nàng cũng có cớ để xỉu cợt. Người thì nàng cho là quá mập, nàng đặt tên là Thùng Tô Nô. Người quá mảnh khảnh thì nàng nói mảnh khảnh thế thì gió thổi bay. Người thứ ba thì lại lùn, nàng chê. Lùn lại mập thì vụng về lắm. Người thứ tư mặt mày xanh xao, bị đặt tên nhợt nhạt như chết đuối. Người thứ năm mặt đỏ như gấc, nàng gọi sung đồng đỏ. Người thứ sáu đứng dáng hơi cong, nàng chê cây non sấy lọ cong cớn. Nhìn ai nàng cũng tìm cách nhạo báng, nàng lấy làm khoái chí khi thấy mọi người có cầm hơi cong như mọi chim chích chòe. Nàng nói giỡn, chà anh ta có cái cầm chẳng khác gì chim chích chòe có mỏ, khiến cho từ đó trở đi ông vua tốt bụng ấy có tên là vua Chích Chòe. Thấy con mình chỉ xỉu cợt nhạo báng, chối từ và chê tất cả mọi người có mặt trong buổi kén phò mã, nhà vua nổi cơn thịnh nộ và ban truyền vua sẽ gả công chúa cho người ăn mày đầu tiên đi qua hoàng cung. Vài hôm sau, có một người hát rong đi qua, đứng ngay dưới cửa sổ cất tiếng hát, mong sẽ được ban thưởng cho vài xu. Nghe thấy vậy, nhà vua truyền hãy gọi tên hát rong vào cung. Trong bộ quần áo rách bẩn thỉu, người hát rong đi vào cung hát cho vua và công chúa nghe, rồi đưa tay xin tiền thưởng. Nhà vua bảo, ta rất thích tiếng hát của ngươi, vì vậy ta sẽ gả con gái ta cho ngươi. Công chúa sợ hãi, nhưng nhà vua vẫn nói cha đã thề rằng sẽ gả con cho người ăn mày đầu tiên đi qua cung vua, cha muốn giữ lời thầy đó. Mọi văn xin đều không có gì, linh mục được mời ngay tới đệ đường làm hôn lễ công chúa, lấy người hát rong. Hôn lễ cử hành xong, nhà vua bảo, theo tục lệ, vợ một người hát rong không được ở lại trong cung vua, giờ thì con phải theo chồng ra khỏi cung. Người hát rong cầm tay nàng, cả hai đi ra khỏi cung vua, nàng phải đi bộ theo chồng tới một khu rừng lớn. Nàng lên tiếng hỏi, cha rừng này đẹp, rừng đẹp này là của ai? Rừng của vua Chích Chòe. Nàng lấy người đó, rừng kia của nàng. Tôi cô gái dịu hiền đáng thương, đáng ra nên lấy ông vua Chích Chòe. Một lúc sau họ tới một thảo nguyên, công chúa lại hỏi, thảo nguyên xanh đẹp của ai? Thảo nguyên của vua Chích Chòe. Nàng lấy người đó, thảo nguyên của nàng. Tôi cô gái dịu hiền đáng thương, đáng ra nên lấy ông vua Chích Chòe. Rồi họ đến một thành phố lớn, công chúa lại hỏi, thành phố mỹ lệ này của ai? Thành phố mỹ lệ của vua Chích Chòe. Nàng lấy người đó, thành kia của nàng. Tôi cô gái dịu hiền đáng thương, đáng ra nên lấy ông vua Chích Chòe. Người hát rong nói, tôi chẳng hài lòng tí nào cả, tại sao nàng cứ luôn luôn mong có người chồng khác, thế tôi không xứng đáng hay sao? Cuối cùng họ tới trước một túp lều nhỏ xíu, công chúa thốt lên, trời ơi, nhà gì mà bé ẩm ương, nhà ai mà nhỏ thảm thương thế này? Người hát rong đáp, nhà của anh, của nàng, nơi chàng thiếp sống chung. Công chúa phải cúi gập người xuống đi qua được chiếc cửa và ra vào thấp lè tè. Công chúa hỏi, người hầu của anh đâu? Công chúa sợ hãi, nhưng nhà vua vẫn nói, người hát rong đáp, người hầu nào muốn làm gì thì tự mình làm lấy, giờ em hãy nhóm bếp nấu ăn đi, anh mệt lắm rồi. Nhưng công chúa đâu biết nhóm bếp và nấu ăn, người hát rong đành phải nhúng tay vào làm công việc mới xong. Bữa ăn thật là đạm bạc,
Ăn xong cả hai mệt mỏi lăn ra ngủ ngay. Hôm sau khi trời mới hửng sáng, chồng đã đánh thức vợ dậy để làm việc nhà. Cứ như vậy họ sống được với nhau mấy ngày thì lương ăn dự trữ hết. Người chồng nói với vợ, mình à chỉ ngồi ăn không kiếm được thêm gì cả, không kiếm được thêm gì cả. Cứ như thế này mãi chắc không được đâu, hay là em đang sọt bán. Chồng vào rừng lấy tre nứa về vợ trẻ lạc đang sọt. Nhưng bàn tay mềm mại của nàng bị cảnh sắc của tre nứa cứa rỉ máu. Chồng nói, thế thì không được, có lẽ dệt vải hợp với em hơn. Nàng ngồi tập quay sợi, nhưng rồi những ngón tay mềm mại của nàng lại bị sợi cứa chạy rơi xuống nền nhà. Người chồng nói, em thấy không, em chẳng được việc gì cả, sống với em thật là khổ, giờ thì chắc ta phải xoay ra đi buôn rồi, đi buôn nồi và bát đĩa, em ngồi ở chợ và bán hàng. Nàng nghĩ bụng, nếu như người dân nước mình họ tới đây mua bán, nhìn thấy mình ngồi bán hàng ở chợ hắc xệ, họ sẽ dè biểu nhạo bán mình. Việc không thể tránh được nên nàng đành phải làm, nếu không thì chắc chắn sẽ chết đói. Thoạt đầu mọi chuyện đều tốt lành, thấy người bán hàng hiền lành dễ thương nên khách mua đông. Họ trả tiền hàng mà không hề mặc cả, thậm chí có người trả tiền nhưng không lấy hàng. Với số lời do bán hàng, hai vợ chồng sống cũng sung túc. Có lần hàng bán hết, chồng lấy hàng mới về cho vợ bán ở chợ. Nàng đang ngồi coi hàng thì có một anh chàng hiệp sĩ từ xa phi ngựa lao thẳng vào chợ, làm cho đống hàng sành sứ của nàng đổ vỡ hết ca cả ra, thành hàng nghìn mảnh lớn nhỏ ngổn ngang ở chợ. Nàng ngồi ôm mặt khóc nức nở, không biết cuộc đời sẽ ra sao. Nàng la khóc, trời khổ thân tôi thế này, còn mặt mũi nào mà nhìn chồng nữa. Về nhà nàng kể cho chồng nghe câu chuyện chẳng may ấy. Nghe xong chuyện chồng nói, đời thuở nhà ai lại thế, bán sành sứ mà lại ngồi ngay ở đầu chợ chỗ đông người qua lại, khóc làm gì nữa. Anh thấy em chẳng làm gì cho đến đầu đến cuối. Lúc nãy anh có đến cung vua hỏi xem nhà bếp có cần người phụ không, họ hứa sẽ nhận em vào làm và nuôi cơm. Giờ đây công chúa là một chị phụ bếp, thôi thì thượng vàng hạ cám, việc gì cũng phải làm. Hai bên tạp về, nàng buộc chặt hai chiếc nồi con. Nàng bỏ phần cơm của mình vào đó và mang về nhà để hai vợ chồng cùng ăn. Lần ấy trong cung vua tổ chức hôn lễ của nhà vua, tò mò chị bếp cũng len vào đứng trước cửa ngó vào. Khi đèn lần lượt được thắp sáng, cảnh đẹp lộng lẫy trong cung vua mới hiện lên hết, khách lần lượt bước vào phòng đại tiệc. Cảnh như người nơm thật huy hoàng, tráng lệ, ai thấy cũng phải vui mắt. Lúc này chị phụ bếp thấy lòng buồn tủi thay cho số phận của mình, thầm trách tính kiêu căng ngông cuồng của mình. Cũng chính những cái tính ấy đã làm nàng trở nên thấp hèn và khổ cực như bây giờ. Kẻ hầu người hạ ra vào tới tấp, bưng lên cho khách toàn sơn hào hải vị, mùi thơm nức mũi. Thỉnh thoảng kẻ hầu lại người hạ lại ném cho ít đồ ăn thừa, nàng cúi mặt cho vào nồi. Bỗng nhiên nhà vua bước vào, lụa là châu báu đầy người, cổ đeo dây chuyền vàng. Nhìn thấy người đẹp đứng ngó bên cửa, nhà vua nắm tay nàng, muốn cùng nàng vui nhảy, nhưng nàng sợ hãi giật tay lại. Nàng nhận ra đó chính là vua Chích Chòe, người đã từng muốn làm phò mã và bị nàng nhạo báng từ chối. Nàng cố sức giật tay lại nhưng chẳng ăn thua gì cả, vẫn bị chàng kéo vào tới giữa phòng làm dây buộc nồi đất. Hai cái nồi rơi xuống đất, súp và bánh mì vung qua khắp nền nhà. Khách khứa và những người đứng đó thấy cảnh tượng ấy đều bật cười và chêm pha những lời nhạo báng. Xấu hổ quá, nàng ước gì độn thổ xuống sâu 1000 sải tay. Nàng giật mạnh một cái khỏi tay vua Chích Chòe, lao thẳng ra phía cửa để chạy trốn. Nhưng mới tới được cầu thang thì lại bị một người đàn ông lôi lại. Khi định thần lại được, nàng thấy người đó chính là vua Chích Chòe. Chàng vui vẻ nói nhỏ vào tai nàng, em đừng có sợ hãi, người hát rong sống chung với em trong căn lều lụp xụp chính là anh. Vì yêu em nên anh đóng giả người hát rong, chính anh cũng là kỵ sĩ cho ngựa chạy đổ vỡ hết hàng sành sứ của em.
Tất cả những việc đó chỉ nhằm uốn nắn tính kiêu ngạo của em và để trừng phạt cái tính ngông cuồng thích nhạo báng người khác của em. Lúc ấy nàng bật òa lên khóc nức nở và nói, em đã làm những cái điều sai trái thật không xứng đáng là vợ của anh. Chàng đáp, em đừng buồn nữa, những ngày cay đắng đã qua, giờ chúng ta hãy làm đám cưới. Nàng vào thay quần áo, toàn thể triều đình đều có mặt chúc mừng công chúa kết hôn với vua chiếc chòe. Nỗi vui mừng thật sự cũng bắt đầu từ đây. Tôi tin rằng tôi và bạn đều có mặt trong buổi lễ cưới. Truyện cổ Grimm theo Lương Văn Hồng dịch, nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 2018, trang 625-630. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi sau khi đọc. Câu số 1. Trong bữa tiệc kén chọn phò mã, công chúa đã xỉu cợt mọi người ra sao? Điều đó thể hiện đặc điểm gì của nhân vật? Thì chúng ta sẽ đọc lại cái nội dung văn bản và chú ý các đối tượng bị công chúa xỉu cợt. Thì trong bữa tiệc kén chọn phò mã, công chúa đã chẳng tha ai. Ai cũng có lý do để công chúa xỉu cợt bằng cách khích bác ngoại hình của mọi người. Người thì nàng cho là mập quá, nàng đặt tên là Thùng Tô Mô. Người thì mảnh khảnh quá, nàng ghê, nàng chê gió sẽ phải thổi bay. Người thì lùn, nàng lại chê lùn mà mập nữa thì vụng về lắm. Người thì mặt mày xanh xao, bị nàng đặt tên nhợt nhạt như chết đuối. Người thứ năm, mặt đỏ như gấc, nàng gọi là sung đồng đỏ. Người thứ sáu, dáng hơi cong, thì nên nàng gọi là cây non sấy lò cong lỡ cớn. Người có cặm hơi cong như mỏ chích chòe thì nàng nói chẳng khác gì chim chích chòe có mỏ. Ai công chúa cũng thích xỉu cợt, nhạo báng và lấy làm khoái chí. Công chúa có tính kiêu ngạo, hống hách, ngông cuồng và hay chê bai mọi người. Tiếp theo câu số 2, nhà vua đã dùng hình phạt nào dành cho công chúa? Hình phạt này dẫn đến những cái thay đổi gì trong cuộc đời của công chúa? Thì các em sẽ xem lại văn bản và chú ý cái hình phạt của nhà vua. Thì nhà vua đã nổi cơn thịnh nộ và ban truyền sẽ gả công chúa cho người ăn mày đầu tiên đi qua hoàng cung. Công chúa đã phải lấy người hát rong đúng như lời vua truyền. Điều đó đã khiến công chúa phải trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống xa hoa lộng lẫy bây giờ. Câu 3. Ai đã đóng giả thành người hát rong? Người hát rong này đã yêu cầu công chúa làm những việc gì và mục đích của những yêu cầu đó? Thì các em đọc kỹ đoạn văn về người hát rong và tìm ý trả lời. Thì người đã đóng giả thành người hát rong đó là vua chích chòe. Vua chích chòe đã đóng giả làm người hát rong. Người hát rong này đã yêu cầu công chúa nấu ăn, đan sọt, dệt vải, buôn bán nồi, bát đĩa và đi phụ bếp. Những việc đó đều có mục đích là giúp nàng nhận ra cái giá trị của lao động, giúp nàng nhận ra nàng đã kiêu ngạo và sốc nổi đến mức nào, để từ đó nàng có thể sửa đổi được cái đức tính kiêu ngạo của mình. Tiếp theo câu 4. Trong nhiều truyện kể, chủ đề của truyện chính là bài học cuộc sống mà nhân vật nhận ra từ câu chuyện của cuộc đời mình. Theo em, chủ đề của truyện này là gì? Thì từ cái nội dung văn bản, các em sẽ tự nêu ra chủ đề được nhắc tới. Thì chủ đề của truyện này là phê phán thói kiêu căng, ngông cuồng của những kẻ xem thường người khác. Tiếp theo câu số 5, kết thúc truyện, người kể chuyện nói, tôi tin rằng tôi và bạn đều có mặt trong buổi lễ cưới. Theo em điều này có hợp lý không? Vì sao? Thì các em thử suy nghĩ vì sao người kể chuyện lại nói như thế. Thì kết thúc truyện, người kể chuyện lại nói, tôi tin rằng tôi và các bạn đều có mặt trong buổi lễ cưới. Thì theo em điều này là hợp lý. Bởi vì ở đây tác giả tưởng tượng tác giả và mọi người đều sẽ chứng kiến câu chuyện và rút ra cho bài học. Cho mình được một bài học về thói kiêu căng, ngông cuồng sẽ bị trừng phạt. Người nhận ra được sai lầm và sửa sai không bao giờ là muộn, sẽ được trân trọng giống như công chúa,
khi nhận ra được lỗi sai của mình sẽ được kết hôn cùng vua Chích Chòe. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.